Tối 16 tháng 3 năm 2020, Bộ Y tế thông báo đã xác định được các chuyến bay sau có hành khách mắc COVID-19, bao gồm 1. Chuyến bay SQ-176 của Singapore Airlines từ Singapore đến Nội Bài vào ngày 15 tháng 3 năm 2020. 2. Chuyến bay VJ-826 của Vietjet Air từ Malaysia đến Nội Bài vào ngày 4 tháng 3 năm 2020. 3. Chuyến bay TK-162 của Turkey Airlines từ Istanbul đến Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8 tháng 3 năm 2020. 4. Chuyến bay QH-1521 của Bamboo Airways từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc ngày 9 tháng 3 năm 2020. 4. Chuyến bay QH-1524 của Bamboo Airways từ Phú Quốc đến Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 3 năm 2020. 6. Chuyến bay SU-290 Aeroflot từ Moscow đến Hà Nội vào ngày 12 tháng 3 năm 2020. 7. Chuyến bay QR-970 của Qatar Airways từ Doha đến Hà Nội vào ngày 10 tháng 3 năm 2020. Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé máy bay trên các chuyến máy bay này.